Alo, có chuyện gì vậy hả? Chuyện gì? Tao sáng, mày dám ra là hả? Nói gì tao không hiểu. Mày dám triển khai dự án một mình rồi mua phần đất mà chúng ta đã đặt cọc để xây dựng khu phức hợp. Tôi nghĩ là nếu như chúng ta độc thủ ở đây thì không hay chút nào. Các ông thừa hiểu là chúng tôi làm ngành nghề gì. Nếu xét về ưu thế chiến đấu, phần lợi thế thuộc về ai chắc các ông hiểu rõ. Tôi có một đề nghị, tại sao các ông thay vì đấu khẩu hay là động thủ ở đây, về nhà mà suy nghĩ xem chia phần lợi nhuận như thế nào. Còn dự án thì chúng tôi vẫn đầu tư và rất mong sự hợp tác của các ông. Nếu các ông thích, chúng tôi sẵn sàng mời các ông tham gia. Khốn nạn, cô là một con điếm. Cô nghĩ hạng người như cô đáng để tôi tin một lần nữa sao? Một lần thất tín, vạn lần thất tín. Cuộc đời của con Lan này ghét nhất là nghe hai cái từ đó. Được, giờ thì tôi cho phép ông nói hai cái từ con điếm. Mời ông. Bỏ xuống đây. Em nghĩ sau vụ việc này, đám Hoàng Minh với Tám Nghĩa sẽ làm gì chúng ta? Chuyện tiếp tục hợp tác chắc chắn là không thể rồi. Chắc chắn rồi. Nhưng mà tụi nó sẽ tìm cách trả thù chúng ta. Chuyện đó thì em lo gì? Tụi nó chỉ là đám tép riêu thôi mà. Anh nên nhớ, hai người đó có rất là nhiều tiền. Đã vậy á, là ông trùm ở biên giới, chắc là không phải là dạng vừa đâu. Em nói cũng phải. Nhưng mà cho dù có xung đột xảy ra thì chúng ta là người chiến thắng thôi. Chuyện đó thì tất nhiên rồi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy Tùng đó hả? Dạ, chào thầy. Lâu quá rồi không thấy con qua luyện võ. Ngồi đi con. Dạ. Dạ thưa thầy, dạo gần đây con bắt đứng lớp ở trung tâm. Với lại bây giờ con đang chuẩn bị cho cái luận án tốt nghiệp. Cho nên lịch của con kín hết luôn. Con cũng muốn qua thăm thầy lắm nhưng mà không có được. Vậy hả? À, dạo này con có nghe tin tốt nghiệp của Lan không? Dạ, có thưa thầy. Lan chủ động liên lạc với con. Con cũng không ngờ là Lan lại làm như vậy. Thầy cũng lấy làm lạ. Vì từ trước tới nay á, Lan nó luôn né tránh mọi người. À, vậy bây giờ nó sống ra sao? Dạ, con không dám giấu gì thầy. Lan bây giờ... Có chuyện gì sao con? Thầy đã nghe Trung kể mọi chuyện về con. Dạ, cũng có nhiều lần con muốn gọi điện thoại hỏi thăm thầy. Nhưng mà con không dám. Là điều gì khiến con e ngại? Con đã sai vì đã không nghe theo lời thầy. Và hiện giờ con đang trượt dài trên con đường tội lỗi. Thầy không buồn con về chuyện đó. Nhưng mà con cảm thấy mặc cảm và xấu hổ khi đối diện với thầy. Con đã khác xưa, chững chạc hơn nhiều. Con là mỗi ngày đều lớn lên và suy nghĩ cũng thay đổi luôn thầy. Thầy cũng đang lo về cuộc sống của con. Chắc con nghĩ là anh Trung cũng đã kể cho thầy nghe hết. Thầy đến gặp con không phải để khuyên nhủ con. Con đừng hiểu lầm. Dạ con hiểu. Dạ Trung cũng không phải nhờ bà thầy đến gặp con để khuyên nhủ như những lần trước. Con hiểu, thầy không giải thích, con cũng biết là điều đó. Cuộc đời, duyên và nghiệp, nhân quả hiện hiện trước mắt.
Cho nên thầy nghĩ con hiểu ý thầy. Và cũng như mọi người, trước khi làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả. Mỗi khi mà con nói chuyện với thầy thì lòng con mới cảm thấy thanh thản hay nhẹ nhàng. Con nói thật với thầy là con đã thực sự chán ngán cuộc sống bây giờ. Tuy là con có đầy đủ hết tất cả, tiền bạc, vật chất, thậm chí là quyền lực, nhưng con thiếu hạnh phúc. Đó là điều mà con ao ước cả một cuộc đời, nhưng mà không bao giờ con có được nó. Con hoàn toàn có thể đạt được điều đó. Vấn đề quan trọng là bản thân mình có muốn hay không. Con rất muốn, nhưng mà sao con thấy đối với con nó khó quá thầy. Thầy có thể giúp gì được cho con không? Bây giờ lòng con thực sự rất khó tách khỏi lòng thù hận. Và con đang rất là rối bời giữa sự lựa chọn quay đầu lại hay là tiếp tục đi tiếp. Thầy không dám xen vào chuyện của con, nhưng trước khi làm chuyện gì con cần phải nghĩ đến hậu quả. Ta được gì, người được gì, và ta sẽ ra sao, người sẽ ra sao. Cảm ơn. Tốt. Thầy có cảm giác Lan đã cảm nhận được chuyện mình đã làm, đã trải qua là sai trái, nhưng... Nhưng cô ấy không thể nào rút lui được. Con nói đúng. Giờ đây trong con người Lan phân vân nhiều thứ, giống như cái thiện và cái ác đang đấu tranh để tìm chỗ đứng trong cô ấy. Con đã cố gắng hết sức để giật lại bản tính thiện căn đã và từng có trong con người của Lan. Thầy nghĩ con cần hiểu rõ Lan đang sợ hãi điều gì. Con hãy giúp Lan vượt qua nỗi sợ hãi đó. Lan không màng tới bản thân mình, chỉ sợ liên lụy tới bản thân con và các bạn thôi. Nếu băng nhóm đó bị triệt phá thì Lan có được cứu thoát không? Con không rành về pháp luật, nhưng nếu Lan chịu hợp tác, con nghĩ chiều hướng sẽ có lợi hơn cho Lan. Vậy con đã làm việc với công an chưa? Họ đã nhận được thông tin phản ảnh, nhưng tới nay con vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ phía họ hết. Thầy nghĩ Lan có rút chân ra được hay không là do lý trí của cô ta quyết định. Ơi, chào ba vợ. Ừ, ba vợ chào rễ cà chớn. Đứng đó làm gì nắng, một khùng á, vô nhà đi. Đừng ngạc nhiên, gia đình tao vậy đó, miễn xe vô đi. Con ngồi đi con. Dạ. Mày á, công nhận mày hay thiệt. Mỗi lần nhà có đồ ăn là mày thấy cái mặt mày xuất hiện liền. Nói cho ba vợ nghe, con có nhắc qua tôi sao? Sao là gì? Đánh hơi thức ăn rất tốt trong vòng 10 km gần đây. Ủa hay gì đó hả? Đó là thần cẩu mà. Xạo. Tao già gạt tao là tao ngu. Xạo xạo rất là quen. Trời, nghĩ gì nó không có miệng bàn. Không, ăn cơm đi ba vợ ơi, đói bụng quá. Mới cơm đi con. Đây là mới hơn người nhiều chút xíu nha. Cái gì mà mắc trong xe vậy? Anh mới kêu ba em bằng gì á? Ba vợ, trước sau cưới thôi, yên tâm đi. Tự tin lắm, nó tự tin bữa nào cho nó tự tử luôn. À mà Trung, dạo này chuyện Lan sao rồi? Yến á, Yến cũng muốn liên lạc với Lan lắm, Yến không có dám. Yến cứ liên lạc đi, Trung nghĩ là được, không sao đâu. Tao thấy con Lan dạo này nó sao sao, khó gần. Chính vì vậy mà hôm nay Trung muốn gặp Yến để bàn với Yến là bây giờ chúng ta hãy chia nhau,
gặp Lan, rồi tâm sự với Lan, trò chuyện với Lan. Tao thấy gì cũng đúng đó. Tại vì á, con người mà sống trong môi trường xấu, người ta sẽ xấu. Sống trong môi trường tốt, người ta sẽ tốt. Bây giờ mình phải làm sao cho Lan quay về môi trường tốt. Nhưng mà Trung vẫn còn lo một điều. Điều gì nữa? Đó là Tạo Sáng. Nếu như Lan chịu làm lại cuộc đời, nhưng mà Tạo Sáng không cho cơ hội thì sao? Làm một cách chặt cái đuôi Tạo Sáng đi. Bây giờ việc mà trò chuyện tâm sự với Lan giao cho Yến với Bích nha. Điều tra tao với mày đúng không? Đúng vậy. Thôi bây giờ vậy nè. Nãy giờ bác lớn rồi, bác nghe mấy con nói chuyện bác biết hết. Chuyện gì xảy ra bác biết hết rồi. Bây giờ cho bác tham gia được không? Thôi ăn cơm đi. Đây ăn cơm đi. Ăn cà đẹp da ha. Ăn cơm đi, ăn cơm. Đừng bàn. Con quế nó quá trời quá đất. Tài lắm, tài lẹp. Alo. Dạ em nghe đây. Tối nay em đi chơi với anh chứ? Anh sẽ chở em tới một nơi rất là lãng mạn. Em... Ok, nếu như em từ chối thì cũng không sao đâu. Vậy bây giờ em qua bên anh hay là sao ạ? Anh sẽ tới đón em. Dạ. Thật là quá sức tưởng tượng. Không hơi sức đâu mà tức cho nó mệt. Vì nó nghĩ rằng nó chùm bảo kê, không ai dám đụng tới nó hết. Cái bọn này chắc chưa có ai dạy cho nó một bài học. Vậy thì chúng ta hãy liếm máu nó đi, cho nó biết mùi. Nhưng mà tôi đang lo, liệu cái đám người nhà của mình, chúng nó có... Tào Sáng rất mạnh, nhưng mà là những lúc có đàn em bên cạnh. Thật ra thì hắn cũng có những lúc riêng tư nữa chứ. Tôi hiểu. Nhưng lỡ chúng ta thất bại thì sao? Đây là điều mà tôi đang lo lắng đây. Nhưng mà chúng ta không thể tha thứ cho hắn được. Tôi tin rằng cái đám người mà mình bỏ tiền ra, tụi nó cũng không vừa đâu. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Sao tự nhiên bữa nay anh lại có nhã hứng đưa em đi dạo vậy? Anh nghĩ là có hoạt động ở lĩnh vực nào chăng nữa, họ đều thèm khát hạnh phúc lứa đôi mà. Hơn nữa, đôi lúc họ cần có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Em không ngờ anh Tào Sáng lại là một người có tâm hồn lãng mạn như vậy. Em à, anh cũng là đàn ông, đều có trái tim bằng xương bằng thịt, đều biết yêu thương chứ, đúng không? Em cứ tưởng ông trùm của lòng em lúc nào công việc làm ăn cũng là quan trọng nhất chứ. Đúng, công việc làm ăn là quan trọng nhất. Nhưng điều quan trọng thứ hai chính là em. Em không ngờ có ngày em lại được ở bên cạnh anh giống như vậy. Thú thật mà nói, anh không thiếu phụ nữ, nhưng em thì lại khác. Em vừa là một trợ thủ đắc lực đối với anh, và vừa là một người phụ nữ mà anh yêu thương nhất. Mày là ai dám chặn đường tao? Sắp chết tên ơi, còn hỏi con mẹ gì? Không cần hỏi, tao cũng biết đám tụi mày là ai. Tụi tao sẵn sàng trả cho mày số tiền gấp mấy lần ai mà thuê tụi anh. Lên tụi mày.
sao không vậy? Trung, Trung, Dũng. Lan ơi, tại sao con ta lại có mặt đúng lúc như vậy? Dạ, đây là những người bạn học của em. Bạn học? Đến bây giờ anh vẫn thắc mắc một điều, tại sao bạn của em lại có mặt đúng lúc như vậy chứ? Thì em cũng đang đi tìm câu trả lời giống như anh vậy đó. Em có thể cho anh biết về lai lịch của những người bạn của em được không? Là bạn tốt của em, là bạn sinh viên ở trường đại học kinh tế. Anh nghĩ không đơn thuần là bạn tốt, đúng không? Ừ, đúng vậy. Giữa em và Trung lúc trước đã từng yêu nhau. Thì ra là vậy à. Em nghĩ là chị Lệ chắc cũng đã từng kể cho anh nghe về chuyện tình cảm của em rồi. Có, Lệ có kể cho anh nghe, nhưng không đi sâu lắm, và anh cũng không nhớ hết. Nhưng mà dù sao á thì cũng cảm ơn các bạn của em. Nếu như hai cậu ta không có mặt đúng lúc, chắc có lẽ anh với em tiêu rồi. Chính là Tám Nghĩa và Hoàng Minh gây ra tất cả những chuyện này. Anh đoán chắc với em một điều, tụi nó đang rất run sợ vì biết chắc chắn anh sẽ trả thù. Ông có nghĩ Tào Sáng biết chúng ta là người đứng sau lưng vụ Thanh Trần vừa rồi chứ? Cũng không hẳn như vậy đâu. Vì với thói làm ăn của Tào Sáng cộng với thế giới mà hắn đang hoạt động á, thì cạnh tranh nhau bằng bạo lực và vũ khí. Tôi nghĩ rằng hắn có vô số kẻ thù, đâu nhất thiết chỉ có ân oán với tôi với ông đâu. Ông nói có lý, nhưng không loại trừ khả năng hắn biết chúng ta làm vụ này. Nói chung là chúng ta đã có ghen chạm trán với hắn rồi, thì có gì đâu mà phải sợ. Chuẩn bị người bảo vệ là được rồi. Nhắc tới Tào Sáng là tôi tức. Em là người tới trước anh nữa rồi. Em chỉ mới tới được một chút thôi à. Lần sau nếu có muốn ra công viên hóng mát nữa thì anh phải tới chở em. Không cần đâu anh, em đã quen đi lại một mình rồi. Thời gian trôi nhanh quá ha. Bao nhiêu mơ ước ngày trước bây giờ cũng đã trở thành dĩ vãng. Cái chuyện hôm trước hả? Nếu không có anh và Dũng xuất hiện đúng lúc thì chắc giờ này em đang ở bên thế giới bên kia rồi. Anh không nghĩ rằng mình làm vậy là để em mang ơn đâu. Mà anh chỉ nghĩ một điều, anh phải có trách nhiệm bảo vệ cho em. Vết thương của anh sao rồi? Dân nhà võ tụi anh mà vết thương có nhiêu đó nhầm nhò vậy. Anh đừng có chủ quan như vậy. Thật sự là em rất muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Và chữa lành những vết thương của anh. Anh phải buồn nhẹ giọng lên. Câu hỏi đó của em anh thấy hơi bị thừa, bởi vì anh sẽ không bao giờ có câu trả lời cho nó. Vì em, anh có thể làm tất cả, và từ đây trở về sau anh sẽ không bao giờ buồn giận em. Anh càng nói như vậy thì em càng tự trách bản thân mình. Những lần xô đuổi anh, những lần xúc phạm anh, thậm chí những lần mà em tự trách bản thân mình. Tại sao em có thể lạnh lùng, tại sao em có thể tàn nhẫn tới như vậy?
Em đừng tự trách mình, cũng đừng dày dò suy nghĩ hay lý trí nữa. Xin cũng đời anh đừng có cứu em. Anh để cho em chết mất đi cho rồi, còn hơn là những ngày tháng em cứ sống trong tội lỗi như vậy. Anh cho gọi em. Ừ. Em đi điều tra coi thằng bồ cũ của con Lan nó đang ở đâu và nó có thường xuyên tới lui với con Lan hay không. Ngoài những yêu cầu đó, mình có cần động thủ gì không anh? Trong cái câu nói vừa rồi của anh có nói cái chữ nào động thủ hay không? Dạ em hiểu rồi. Đi điều tra đi, báo cáo cho anh nghe mỗi ngày. Dạ. Như nó đang chạy tới hướng về nhà anh Tàu Sáng. Để làm cái gì chứ? Tao cũng không biết, nhưng mà cứ bám theo đuôi đi, chắc chắn sẽ có phim hay để xem. Alo, người bạn kia em theo dõi, nó đang có mặt ở trước nhà của anh. Nó định làm gì? Có vẻ như nó đang quan sát nhà của anh. Nó làm nghề thám tử hả? Dạ không, nó còn là sinh viên. Bằng mọi cách bắt nó vô đây chưa? Dạ. Nè, không biết thằng bồ cũ của em làm gì mà nó theo dõi trước nhà anh kìa. Có khi nào anh ta đi lộn nhà không? Hay là anh ta không có biết đây là nhà của anh? Coi bộ em lo lắng cho nó quá chứ. Nếu là anh có lo hay không? Dù gì á thì hắn ta cũng từng là người yêu cũ của em. Ok, nể mặt em, thay vì anh bắt nó vô đây, anh sẽ mời nó vô đây. Lại hơn nữa, anh ta cũng từng cứu mạng sống của em và anh. Được, em sống cũng có tình lắm. Mày làm gì ở đây? Tôi đi tìm nhà của người quen à. Tao nghĩ đó không phải là câu trả lời thành thật của mày. Không, tôi nói thật mà, chắc là tôi làm nhà rồi. Cảm ơn anh nha. Tao nhắc lại một lần nữa, mày phải đi gặp đại ca của tao. Tôi làm nhà thiệt mà. Thôi, cảm ơn anh nha, tôi đi. Dừng lại. Tôi mời cậu vô nhà. Ân nhân của tôi.
cậu ngồi đi. Xin lỗi cậu nha, chắc tụi nhỏ nó không biết cậu là ân nhân của tôi, cho nên nó mới phạm thượng. Cậu bỏ qua nha. Tôi mới là người phải xin lỗi ông mới phải. Tại vì tôi đi lầm nhà cho nên đã để người của ông phải hiểu lầm tôi như vậy. Đi lầm nhà, không biết có phải như ý cậu nói hay không. Cậu nói thiệt cho tôi biết đi, cậu đang theo dõi tôi phải không? Anh Trung anh đã nói là anh đi lộn nhà rồi mà anh. Không bao giờ đi lầm nhà được đâu. Bởi vì sao? Cứ mỗi lần chúng tôi sắp làm một chuyện quan trọng thì cậu lại xuất hiện đúng lúc và kịp thời. Chắc chắn một điều, cậu không có ý đồ tốt với tôi. Và tôi chắc chắn cậu đang theo dõi tôi, có đúng không? Không phải mình đang muốn tìm hiểu về hắn sao? Phải, tôi đang theo dõi ông đó. Vậy à, cậu rất là bản lĩnh. Trước mặt tôi mà cậu không hề run sợ. Hèn gì có một thời gian Lan lại yêu cậu tha thiết đến như vậy. Thật sự ra tôi không phải là theo dõi ông, mà là tôi theo dõi Lan. Nhưng vô tình tôi biết được Lan làm việc chung với ông, cho nên... Thôi, cho tôi hỏi, tại sao cậu lại theo dõi Lan? Tại vì tôi còn rất yêu Lan. Tôi đã rất nhiều lần nói với anh, đừng có theo đuổi tôi mà. Anh không nghe tôi nói hay sao? Cậu đã nghe Lan nói chưa? Đúng là Lan đã nhiều lần nói chuyện này với tôi, nhưng tôi không thể nào nhìn Lan rơi vào hoàn cảnh như vậy được. Tôi muốn Lan phải trở về với cuộc sống trước kia. Coi bộ mày cũng yêu Lan tha thiết quá chứ. Đúng, tình yêu của tôi dành cho Lan sẽ không bao giờ thay đổi. Đủ rồi, anh điên rồi hả? Anh biến ngay khỏi đây cho tôi. Tôi hận anh, tôi căm thù anh lắm. Anh hại cuộc đời tôi chưa đủ hay sao? Bây giờ còn tới đây làm phiền tôi nữa. Và nhất là tại sao hôm nay còn dám tới đây làm phiền chồng của tôi nữa chứ? Mày đã nghe Lan nói hết rồi chứ gì? Mau biến đi. Nể tình cậu là ân nhân của tôi và cũng là người yêu cũ của Lan, cho nên tôi tha cho cậu một con đường sống. Cậu có thể ra về một cách an toàn. Khi tôi bước chân vào ngôi nhà này của ông, ông cũng thừa hiểu tôi là người không phải sợ nguy hiểm. Nhưng trước khi đi, tôi muốn nói với ông rằng ông hãy đừng trọng dụng Lan nữa. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Và ông phải trả một cái giá rất là đắt. Cậu có biết cái câu nói của cậu vừa rồi đã bích con đường sống của cậu. Cậu có thể ra về, và tôi không bao giờ mong muốn gặp lại cậu lần thứ hai. Cậu nhớ đó. Mau biến nhanh đi. Anh còn nói sằng bậy nữa, đừng có trách tôi là tàn nhẫn nghe chưa. Mời anh. Lúc đó anh biết là em đang tìm cách để giúp anh thoát khỏi tay Tàu Sáng. Em đã khuyên anh rất là nhiều lần rồi, nhưng mà anh cũng không nghe lời em. Anh có biết là anh đang làm như vậy rất là nguy hiểm không? Thì tại vì anh nóng lòng vì chuyện của em. Anh có thể nào dừng lại cái việc mà tìm kiếm cứu tố cái đó Tàu Sáng? Tại sao phải dừng một việc làm mà anh cho rằng hết sức ý nghĩa và anh cần phải làm? Anh hãy nghe lời em. Thứ nhất, anh không động được vào Tàu Sáng không? Thứ hai, anh không thể hiểu rõ anh ta bằng em. Nhưng mà em hiểu mình đang làm gì mà, cho nên hãy tin em. Em nói vậy là có ý gì? Rồi sao này anh sẽ bỏ?
Anh hãy nghe kỹ những lời em nói. Tạm thời là như vậy. Em có nghĩ là đến một lúc nào đó em sẽ quay lại với thằng Thành Trung hay không? Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Tại sao? Thứ nhất, em và Thành Trung đã chia tay với nhau. Với tụi em, bây giờ chỉ còn lại là tình bạn. Vậy còn thứ hai? Thứ hai là mẹ của anh ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em. Và em cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mẹ của anh ta. Tại sao chứ? Chuyện quá khứ nói ra dài dòng lắm. Giữa em và bà ta đã xảy ra hiềm khích, và những hiềm khích đó khó có thể nào khỏa lấp được. Còn lý do nào nữa hay không? Còn một điều nữa, đó là với em, khi mà kết thúc có nghĩa là chấm hết. Không có chuyện em sẽ quay lại với anh ta và bắt đầu lại từ đầu. Đặc biệt là một điều này rất là quan trọng. Em bây giờ đã là người phụ nữ của anh. Em có biết câu nói vừa rồi của em làm cho những người đàn ông có trái tim sỏi đá muốn quyết định một điều gì cũng phải cân nhắc cho thật kỹ. Em chỉ nói điều này với một mình anh, một lần và chỉ một lần duy nhất thôi. Thầy, con mới tới à? Dạ. Thầy tới lâu chưa thầy? Ngày nào cũng vậy, thầy thường tới vào lúc 3 giờ chiều. Dạ, con không biết là thầy kêu con ra đây có chuyện gì không thầy? Là liên quan đến con, đến Lan và cả Tàu Sáng nữa. Ngồi đi con. Dạ, con mời thầy. Thầy biết chuyện con và Dũng đang làm, và thầy có điều này muốn nói với con. Dạ, xin thầy cứ nói ạ. Để giúp Lan, con tạm dừng điều tra đường dây tội phạm của Tàu Sáng, được không con? Sao hồi trước thầy ủng hộ con làm chuyện này mà thầy? Đúng vậy, nhưng thời thế đã đổi thay. Nếu con tin thầy thì con và Dũng tạm dừng công việc quan trọng mà tụi con đang làm và để giúp Lan. Dạ, thưa thầy, thầy có thể nói rõ cho con hiểu được không thầy? Con hãy đặt niềm tin vào lời khuyên của thầy, và thầy rất muốn con làm theo lời thầy. Nhưng thưa thầy, nếu như bây giờ không triệt phá băng nhóm của Tàu Sáng càng sớm càng tốt, sợ Lan càng ngày càng lún sâu vào tội lỗi. Đến lúc băng nhóm của Tàu Sáng bị triệt phá thì lúc đó Lan sẽ bị luật pháp trừng trị rất nặng. Liệu Lan có thể làm lại cuộc đời được không thầy? Con hãy tin thầy. Thầy không tiện giải thích cho con vì sao thầy lại khuyên con làm như vậy vào lúc này. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Ngày trước Trung nhờ thầy khuyên ngăn con, nhưng bây giờ con lại nhờ thầy khuyên ngăn Trung. Bây giờ con đã lớn khôn rồi, và con cũng nhìn nhận ra được cuộc sống này đang cần những gì con làm. Nên bây giờ con sống và làm những chuyện nên làm, chứ không phải như lúc trước là sống làm những điều mình thích nữa. Nhưng con quyết định như vậy thầy cảm thấy rất lo lắng cho con.
Thầy yên tâm đi, đừng có lo lắng cho con. Con cũng rất cảm ơn thầy vì đã giữ lời hứa giúp con. Cái gì kỳ vậy? Con cũng thấy kỳ á. Tự nhiên vậy. Trong chuyện này chắc chắn phải có cái gì đó mờ ám à. Trung cũng nghĩ vậy. Trời ơi, tự nhiên mình đang tiến hành tốt kế hoạch của mình, rồi biết được cái điểm giao dịch của Tào Sáng, biết được cái chỗ chứa chấp gái của Tào Sáng luôn, giờ ra nông nỗi này. Thậm chí mình còn am tường về cung cách sinh hoạt và chỗ ở của Tào Sáng luôn. Bởi vậy cái vấn đề có được chứng cứ hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ủa vậy thì tại sao thầy đang kêu mình dừng bước là sao? Thật là khó hiểu. Ê, nói gì mà ông thầy Đăng cũng bị Tào Sáng như Lan mua chuộc. Đừng có nói bậy mày ơi. Tao chắc chắn với mày không có chuyện đó đâu. Thầy Đăng là thầy của tao mười mấy năm nay rồi. Tao tin tưởng thầy và tao rất hiểu tính tình của thầy. Thầy là một con người tốt bụng hiền lành. Thầy luôn giúp mọi người trở thành con người tốt. Không có chuyện đó đâu. Ông đừng có nghĩ ai cũng xấu như ông được không vậy? Xong có lúc người con khóc. Quên ý tao nói là dòng đời có thể thay đổi, người con người cũng thay đổi. Nhưng mà tao tin tuyệt đối vào thầy. Thầy không bao giờ là con người như mày nói đâu. Vậy tao hỏi mày tại sao mày không gặp trực tiếp thầy mày hỏi đi. Chẳng những tao gặp trực tiếp thầy để tao hỏi, mà tao còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần nữa. Nhưng mà thầy nhất quyết không nói cho tao biết. Nói cứng đầu rồi không có. Ông này sao ông kín miệng ghê trời. Giờ là phải làm sao vậy? Bây giờ chỉ còn một cách là buộc lòng tao phải xin lỗi thầy. Tao thấy gì cũng được. À, mày có bạn bè hay là người thân gì rành công nghệ thông tin không? Hỏi chi? Hỏi có không? Có. Trời ơi, tao bị tim thông. Có được rồi. Anh chào anh. Có gì mới chưa? Là có thưa anh. Lên coi. Tụi nó kiếm người giỏi công nghệ thông tin để làm gì? Chuyện này thì em chưa biết. Điều tra rõ cho anh. Dạ. Chuyến đi vừa rồi của em thành công tốt đẹp lắm. Dạ cảm ơn chị, tất cả là đều nhờ chị đã hướng dẫn cho em một số thủ thuật để em có thể thu nhận tốt. Chúc mừng em. Em đã báo cáo tình hình với anh Tào Sáng hết chưa? Dạ vâng, em báo cáo rồi. À, chắc là chuyến đi vừa rồi em có nhiều hình ảnh lắm hả? Dạ, em chụp được cũng khá nhiều. Em có thể chuyển qua cho chị không? Để làm gì vậy chị? Thì chị muốn xem thôi. Nếu em không thích, em có quyền từ chối. Dạ, không có gì đâu. Chắc chắn rồi. Bà tới rồi. Cho chị lấy chanh nóng đi. Lâu lắm rồi tụi mình mới có một ngày ngồi uống cà phê như vậy. Tôi tưởng mà mất tích luôn rồi chứ. Im đây. Yến còn tưởng là hai đứa không còn cơ hội để... Thôi, đừng có nhắc chuyện qua rồi. Người ta nói quá khứ là lịch sử, mà lịch sử thì không có thay đổi được đâu. Nói chuyện khác đi. Uống cà phê đi. À, mày Yến nè. Dạo này Yến vẫn ở chỗ cũ chứ?
Dù nó chỉ là cái nhà trọ thôi, nhưng mà thật tình ở đó có nhiều kỷ niệm quá. Có kỷ niệm của Lan, mà cũng có kỷ niệm của Yến nữa. À, à thì alo. Alo. Trời ơi, cái lúc á cần thì nó hết pin, còn lúc không cần nó pin đầy cục luôn. Thiệt buồn, thì cũng xài cụ bắp mệt, ơi là mệt. Bây giờ công việc biết gọi sao đây. À, hay là Dũng lấy tạm điện thoại của Lan gọi đỡ đi. Nào. Ừ, cho mượn đi. Thôi trả nè, không mệt lắm. Tôi xài bắp thì thử xuyên muốn quen, tôi xài cụ bắp quen rồi. Vậy tôi gọi cũng được.